Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với buổi đọc truyện đêm khuya trên kênh Quán Truyện Audio. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 2 truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Những ngày đầu ở trên này công việc không có, trong người ông lão lúc nào cũng bực bội. Ông nói ít, ít cười, cái mặt lúc nào cũng lầm lầm. Xin được miếng đất sau nhà, ông hầm hùi cuốc xới suốt ngày. Vừa được mấy luống rau cải, bén chân thì đàn gà nhà chủ ra vặt trụi triệt. Ông lão cáu lắm, không thể cáu được với ai. Ông quay ra cáu với vợ con, hơi một tí là ngắt, hơi một tí là chửi. Lắm khi chuyện chẳng đâu vào đâu, ông cũng khơi ra để cho to chuyện, gây sự. Chúng mày làm ông khổ, chúng mày làm khổ ông vừa vừa chứ. Ông thì giết hết, ông thì giết hết. Mỗi lần ông lão bước chân ra khỏi cái gian nhà tối thấp bề bộn những bồ, bị, nồi niêu và những dây quần áo xầm xì ấy, là mặt ông lão nhẹ nhõm, tươi tỉnh hẳn lên. Sao mà ông lão sợ cái gian nhà ấy thế? Nhất là những buổi trưa im ắng, oi ả, có những tiếng mụ chủ nhà nói nheo nhéo ở bên ngoài, thì ông lão không sao chịu được. Ông lão phải đi cho nó khuất. Ông hai chưa thấy người đàn bà nào tham lam, tình quái như mụ ta. Người thì gầy đét như thanh củi khô, cái miệng mỏng lèo lèo, cứ nói liến đi mà chúa thần là gian. Không vào nhà thì thôi, đồng vào nhà là nhòm. Mụ nhòm xó này một tí, nhòm xó kia một tí, rồi lục. Mụ dơ lọ tương lên ngắm rồi đặt xuống. Mụ mở thạp gạo ra xem, lại đậy vào. Mụ lục bồ moi chiếc áo ra ướm thử vào người rồi ném trả. Hình như trong ý mụ, mụ nghĩ chúng mày ở nhà tao thì những thứ của chúng mày cũng như của tao. Đồ ăn thức đường của mụ, mụ cất kỹ đi. Con dao cái chầu, bó củi của người ta mụ dùng tự nhiên. Hồ cất đi mụ lại lôi ra. Không tìm thấy thì mụ nói móc, nói máy như chính mụ bị người ta hạ hiếp. Đến cả cái ăn, cái uống mụ cũng rơi phần vào. Có cái nồi nước dại mua để tăng gia một tí, mụ cùng lấy hết. Trong nhà động có thức gì mụ đã biết rồi. Không một hôm nào bà hai ở quán về mụ không đến vạch thúng ra xem. Ái chà, nhà này có mớ cá ngon gớm, chiều tớ phải xin một bát mấy được. Thế là chiều mụ sai con bưng bát đến xin. Mụ đẩy lưng thằng bé: con cứ xuống nhà mà xin, tội gì, có cái gì ăn giấu. Mà mụ biết thì mụ đánh hơi. Mụ đứng giữa nhà, hách cái mũi lên hít hít. Có cái gì mà thơm gớm, y như mùi bánh rán ấy anh em ạ. Mẹ kiếp nhà này nó giấu. Cứ lâu lâu mụ lại vay tiền, lúc mua trầu vỏ, lúc mua diêm thuốc, mớ rau, con cá. Có đòi thì mụ cũng chẳng trả. Tớ trừ vào tiền thuê nhà đấy, mụ cười rất nhạt. Nói đùa đấy chứ, mai tớ cuốc mẹ sắn, tớ bán tớ khác trả. Và mụ tiếp luôn: này thì nói bảo là tham, cái nhà ông hai này với bác thứ bên kia ở thật tớ đếch được cái gì. Ở xóm dưới cánh hàng xáo họ ở, họ nuôi lợn được vô khối là khuẩn. Nói thật, tớ cho ở nhờ chị chủ có mỗi cái khuẩn thôi. Ngay từ dạo mới lên, ông hai đã bực mình với cái mụ ấy lắm rồi. Ngay xóm giềng ở đây người ta nói ông biết mụ không phải là người đứng đắn. Mụ lấy đến người chồng này là đời chồng thứ ba rồi. Hai người trước, người thì người ta bỏ mụ, người thì mụ bỏ người ta, tính nết lành chênh lành chói. Chị bắt nạt chồng, người chồng thì lại hiện lành quá, cả ngày cặm cụi làm. Vợ nói có tức lắm
thì cũng chỉ đỏ mặt lên văng tục văng giác mấy câu rồi thôi. Ông Hai ghét mụ Trụ lắm, ông không muốn ở chung nhà với những người như thế. Năm lần bảy lượt ông bảo vợ dọn nhà đi nơi khác, nhưng bà Hai cứ lần trần. Bà bảo biết rằng đâu hơn đâu, hay là lại quá tội. Trong làng ngoài phố, nhà nào cũng ba bốn bếp tản cư cả. Có người có được chỗ chui ra chui vào như thế này là may mắn lắm rồi còn gì nữa. Ông lão đành phải dùi dàng chờ vậy. Buổi trưa hôm ấy ông Hai ở nhà một mình, còn bé lớn gánh hàng ra quán cho mẹ chưa thấy về. Hai đứa bé thì ông cắt chúng nó ra vườn trong mấy luống rau mới cấy lại, chặn gà vặt hết. Ông Hai hì hục vỡ một vạt đất rậm ngoài bờ suối từ sáng đến giờ. Ông tính để trồng thêm vài trăm cọc sắn ăn vào những tháng đói sang năm. Có một mình ông phải làm cố, hai vai mỏi nhừ. Ông nằm vật lên giường, vắt tay lên trán nghĩ ngợi vẫn vơ. Ông lại nghĩ về cái làng của ông, lại nghĩ đến những ngày cùng làm với anh em. À, sao mà đồ vui thế. Ông thấy mình như trẻ ra, cũng hát hồng, bong phèn, cuống đào, cuống cuốc mê man suốt ngày. Trong lòng ông lão lại thấy náo nức hẳn lên. Ông lại muốn về làng, lại muốn được cùng anh em đào đường đắp ủ, xẻ hào, khuân đá. Không biết cái chòi gác ở đầu làng đã dựng xong chưa, những đường hầm bí mật chắc là còn khướt lắm. Chao ôi, ông lão nhớ làng, nhớ cái làng quá. Bên ngoài ánh nắng rọi xuống mặt sân sáng loá, có mấy tiếng gà trưa cất lên eo ốc. Gian nhà càng như lìm đi, mờ mờ hơi đất. Giờ này là mụ Chủ sắp đi làm đồng về đây, ông lại sắp phải nằm trong này mà nghe mụ chửi con mắng cái, kêu vải nước chống cạn, cái bếp bừa bộn nheo nhéo lên đây. Tấm liếp che cửa bóng kêu sạch sạch, gian nhà sáng bừng lên. Ông Hai giật mình ngóc đầu nhìn ra, đứa con gái lớn gồng đôi thúng bước vào. Ông cất tiếng hỏi, ở ngoài ấy làm gì mà lâu thế mày? Không để đứa con kịp trả lời, ông lão nhõm dậy vớ lấy cái nón. Ở nhà trông em nhá, đừng có đi đâu đấy. Ông lão giơ tay chỉ lên nhà trên. Nó thì rút ruột ra, biết chưa? Dứt lời ông bước vội ra ngoài. Trời xanh lồng lộng, có những tảng mây sáng chói lừ đừ. Đường vắng hẳn những người qua lại, họ rạt cả vào những khoảng bóng cây tránh nắng. Một vài tiếng đồng khe khẽ gợn lên oi ả. Ông Hai đi nghênh ngang giữa đường vắng, cái đầu cung cúc lao về phía trước, hai tay vung vẩy nhấp nhổm. Gặp ai quen, ông Hai cũng níu lại cười cười. Nắng này là bỏ mẹ chúng nó. Có người bớ ngờ hỏi lại, chúng nó nào? Thì ông lão bật cười, giơ tay trỏ về phía tiếng súng. Tây ấy, chứ còn chúng nó nào nữa. Ngồi trong vị trí giờ bằng ngồi tù. Dứt lời, ông lão lại đi, làm như đang bận công chuyện nhiều lắm. Cũng như mọi hôm, việc đầu tiên là ông vào phòng thông tin nghe đọc báo. Ông cứ đứng vờ vờ xem trên ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lỏm. Điều này ông khổ tâm hết sức. Ông cũng đã học được một khóa bình dân học vụ ở làng, cũng đã biết đọc, biết viết, nhưng chữ in khó nhận mặt chữ. Ông đọc nó cứ bập bõm, câu được câu chăng, mà chả lẽ cứ ngách cổ lên giữ chịt lấy tờ báo không cho người khác xem nữa. Ông ghét thầm những anh cậy ta đây lắm chứ, đọc báo lại cứ đọc thầm một mình, không đọc ra thành tiếng cho người khác nghe nhờ mấy. Hôm nay may quá, vớ được anh dân quân đọc rất to, dõng dạc, rành rò từng tiếng một. Cơ chừng anh ta cũng mới học, đánh vần được chữ nào anh ta đọc luôn chữ ấy. Ông lão nghe chẳng sót một câu nào, bao nhiêu là tin hay. Một em nhỏ trong ban tuyên truyền xung phong
bơi ra giữa hồ Hoàn Kiếm cắm quốc kỳ lên tháp rùa. Đấy, cứ kêu chúng nó trẻ con mãi đi, liệu đã bằng chúng nó chưa? Một anh trung đội trưởng sau khi giết được bảy tên giặc đã tự sát bằng một quả lựu đạn cuối cùng. Đội nữ du kích trưng trắc giả làm người đi mua hàng đã bắt sống một tên quan hai bốt thao ngay giữa chợ. Khiếp thật, tình những người tài giỏi cả lại còn bao nhiêu tên đột kích nữa. Chỗ này giết được 5 Pháp và 2 Việt gian, chỗ kia phá được 1 xe tăng và 1 xe jeep. Cứ thế, chỗ này giết một tí, chỗ kia giết một tí, cả súng ống cũng vậy. Hôm nay giam khẩu, ngày mai giam khẩu, tích tiểu thành đại, làm gì mà rồi thằng Tây không bước sớm. Ruột gan ông lão cứ múa cả lên, vui quá. Ông lão náo nức bước ra khỏi phòng thông tin, rẽ vào quán dặn vợ mấy việc rồi đi thẳng ra lối huyện cũ. Ở đây, những tốp người tàn cư mới ở dưới xuôi lên đứng ngồi lố nhố cả ở dưới mấy gốc cây đa xù xì. Cành lá rườm rà ken vào nhau, rải xuống mặt đường và bãi cỏ một vùng bóng mát rộng. Ông lão ngồi vào một cái quán gần đấy, hút một điếu thuốc lào, uống một hùm chè tươi nóng. Ông chóp chép cái miệng ngậm nghĩ, bao nhiêu ý nghĩ vui thích chen chúc trong đầu óc. Tiếng quạt, tiếng thở, tiếng trẻ con khóc cùng với tiếng cười nói của cánh đi phá đường về râm ran một góc đường. Dưới chân đồi, những thửa ruộng lúa xanh mượt uốn quanh co dưới trời nắng, lấp loáng như một khúc sông. Có mấy bóng cỏ trắng bay rợt rợt. Các ông các bà ở đâu ta lên đấy ạ? Ông hai đặt bát nước xuống chõng hỏi. Một người đàn bà mau miệng trả lời. Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ. Đi 4-5 hôm mới lên đây vất vả quá. Ở Gia Lâm lên à? Lúa má dưới đó thế nào? Liệu có cấy được không bác? Chả cấy thì lấy gì mà ăn? Cấy tất ông ạ. Chân ruộng dưới chúng con tốt hơn trên này nhiều. Thì vẫn lúa dưới ta vẫn tốt nhiều chứ. Ông lão rít một hơi thuốc lào nữa, gật gù cái đầu. Hừ, đánh nhau cứ đánh nhau, cày cấy cứ cày cấy, tàn cư cứ tàn cư, hay đáo để. Này bác, có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rát thế không? Một người đàn bà cho con bú mé bên kia nói xen vào. Nó rút ở Bắc Ninh về qua chợ Dầu, nó khủng bố ông ạ. Ông hai quay phắt lại, lắp bắp hỏi. Nó vào chợ Dầu hở bác? Thế ta giết được bao nhiêu thằng? Người đàn bà ấm con cong môi lên động đảnh. Có giết được thằng nào đâu, cả làng chúng nó Việt gian theo Tây, còn giết gì nữa. Cố ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thở được. Một lúc lâu, ông mới rằn è è. Nuốt một cái gì vướng ở cổ, ông cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi. Liệu có thật không hở bác, hay chỉ lại là... Thì chúng tôi vừa ở dưới đấy lên đây mà. Việt Giang từ thằng chủ tịch mà đi cơ ông ạ. Tây vào làng, chúng nó bảo nhau vác cờ thần ra hoan hô. Thằng chánh bều thì khuôn cả tủ chè, đỉnh đồng, vài vóc lên xe cam nhông, đưa vợ con lên vị trí với giặc ở ngoài tịnh mà lại. Có người hỏi, sao bảo làng chờ giàu tinh thần lắm cơ mà? Ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế đấy. Ông hai trá tiền nước, đứng dậy, chèm chẹp miệng cười nhạt một tiếng, vươn vai nói to. Ha, nắng gớm, về nào. Ông lão vờ vờ đứng lảng ra chỗ khác rồi đi thẳng. Tiếng cười nói xôn xao của đám người mới tàn cư lên ấy vẫn dòi theo. Ông nghe rõ cái giọng chua lênh lệnh của người đàn bà cho con bú. Cha mẹ tiên sư nhà chúng nó đói khổ ăn cắp ăn trộm, bắt được người ta còn thương. Cái giống Việt gian bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát. Ông hai cúi gặm mặt xuống mà đi. Ông thoáng nghĩ đến mụ chủ nhà.
Về đến nhà, ông hai nằm vật ra giường. Mấy đứa trẻ thấy bố hôm nay có vẻ khác, lén lén đưa nhau ra đầu nhà chơi sập chơi sụi với nhau. Nhìn lũ con tủi thân, nước mắt ông lão cứ tràn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làm việc gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn! Bằng ấy túi đầu, ông lão nắm chặt hai tay lại và rít lên: chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống việc gian bán nước để nhục nhã thế này? Ông lão bỗng ngừng lại, ngờ ngờ như lời mình nói không đúng lắm. Chả nhẹ cái bọn ở làng lại đố đốn đến thế được. Ông kiểm điểm từng người trong óc. Không mà, họ toàn là những người có tinh thần cả mà. Họ đã ở lại làng, quyết tâm một sống một chết với giặc, có đời nào lại cam tâm làm điều nhục nhã ấy? Nhưng sao lại nảy ra cái tin như vậy được? Mà thằng Chánh Biểu thì đích thị là người làng, không sai rồi. Không có lửa thì sao có khói? Người ta hơi đâu mà bịa tạc ra những chuyện ấy làm gì? Chao ôi, cực nhục chưa, cả làm việc gian, rồi đây biết làm ăn buôn bán ra sao? Ai người ta chứa, ai người ta buôn bán mấy? Suốt cả cái nước Việt Nam này, người ta ghê tởm, người ta thù hằn cái giống việc gian bán nước. Lại còn bao nhiêu làng tàn tác mỗi người một phương nữa, không biết họ đã rõ cách cơ sự này chưa? Chiều hôm ấy, bà hai về cũng có vẻ khác. Bà bước uể oải, cái mặt cúi xuống bần thần, đôi quang thúng thõng thẻo trên hai mấu đòn gánh. Bà đi thẳng vào trong nhà lúi húi xếp hàng vào một xó, rồi lặng lặng ra bờ cửa ngồi ôm mà nghĩ ngợi. Trẻ con cũng không đứa nào dám vòi qua. Trong nhà có cái im lặng thật khó chịu. Không ai dám cất tiếng nói, cả đến nhìn nhau cũng không dám nhìn nhau nữa. Mãi khuya, bà hai mới chống gối đứng dậy. Bà lặng lặng xuống bếp châm lửa ngồi tính tiền hàng. Vẫn những tiền cua, tiền bún, tiền đỗ, tiền kẹo, vẫn cái giọng rì rầm thường ngày. Này thầy nó à! Ông hai nằm rũ ra trên giường không nói gì. Thầy nó ngủ rồi à? Gì? Ông lão khẽ nhúc nhích. Tôi thấy người ta đồn. Ông gáo gắt lên. Biết rồi. Bà hai nín bặt. Dàn nhà lặng đi, hiu hắt. Ánh lửa vàng nhờ nhờ ở ngọn đèn dầu lạc vờn trên nét mặt lo âu của bà lão. Tiếng thở của ba đứa trẻ chụm đầu vào nhau ngủ nhẹ nhàng nổi lên, nghe như tiếng thở của gian nhà. Thế nhưng người ta đồn trên này người ta không chứa những người chợ dầu nữa, thầy nó à! Nghe ngóng một chút không thấy chồng trả lời, bà lão lại cúi xuống lẩm bẩm tính. Nét mặt bà lặng đi, chịu đựng và nhẫn nhục. Bên gian nhà bác Tứ đã ngủ từ lâu, chung quanh đều im lặng. Một tiếng chó nhúc nhắc sủa phía xa, có vẻ tiếng trẻ khóc văng vẳng trong tiếng gió. Ông hai vẫn tràn trọc không sao ngủ được. Ông hết trợ mình bên này, lại trợ mình bên kia, thở dài. Chợt ông lão lặng hẳn đi, chân tay nhũn ra, tưởng chừng như không cất lên được. Có tiếng nói léo xéo ở gian trên. Tiếng mụ chủ: mụ nói cái gì vậy? Mụ nói cái gì mà lào xào thế? Trong ngực ông lão đập thình thịch. Ông lão nín thở, lắng tai nghe ra bên ngoài. Bà hai bỗng lại cất tiếng: thầy nó ngủ rồi ư? Dậy tôi bảo cái này đã. Ông hai bật ngóc đầu dậy, giơ tay trỏ lên nhà trên. Ông xích hai hàm răng lại mà nghiến. Im, khổ lắm. Nó mà nghe thấy lại không ra cái gì bây giờ. Ông lão lại ngã mình nằm xuống, không nhúc nhích. Đã ba bốn hôm nay, ông hai không bước chân ra đến bên ngoài. Cả đến bên bác Thứ, ông cũng không dám sang. Suốt ngày ông chỉ quanh quẩn ở trong cái gian nhà chật chội ấy mà nghe ngóng. Nghe ngóng xem bên tỉnh, bên ngoài ra sao. Một đám đông súng lại, ông cũng để ý.
dăm vài tiếng cười nói xa xa cũng làm ông chột dạ. Lúc nào ông cũng nơm nớp, tưởng như người ta đang để ý, người ta đang bàn tán đến cái chuyện ấy. Cứ thoáng nghe những tiếng Tây, Việt Gian, Cam Nhông là ông tụi lùi ra một góc nhà nín thít. Thôi lại chuyện ấy rồi, nhưng còn cái này nữa mà ông sợ, có lẽ còn ghê hơn cả những tiếng kia nhiều. Ấy là một chủ nhà. Từ ngày xảy ra chuyện ấy, hình như mụ ta lấy điều làm cho vợ chồng ông khổ ngẫm, khổ ngẫm là mụ thích. Sáng chiều, bốn buổi đi làm đồng về, mụ kéo lê nạo cái cỏ quèn quẹt dưới đất. Qua cửa, mụ nhòm vào nói những câu bóng gió xa xôi, như khía vào thịt ông lão. Thôi thì bây giờ thế nào mà chả phải chịu, có được chỗ chui ra chui vào là may lắm rồi. Mỗi lần mụ nói, ông lão chỉ gượng cười như làm không biết chuyện gì. Ông thì muốn lặng đi như thế, nhưng bà chủ nhà có để ông yên đâu. Sáng hôm nay lúc bà hai sắp sửa quăng gánh ra hàng thì mụ chủ nhà không biết đi đâu về. Mụ đứng dạng háng ở ngoài sân nói chó vào: "Bà lão chưa đi hàng cơ à? Muộn mấy?" "Chưa bà ạ, mời bà vào chơi trong này." "Vâng, bà để mặc em." "À bà hai này." Mụ chạy sát vào bức cửa thân mật. "Trên này họ đồn răng răng ra rằng thì là làng dưới nhà ta đi theo Việt Gian theo Tây đấy. Ông bà đã biết chưa nhỉ?" "Nghe nói bảo có lệnh đuổi hết những người làng chờ dầu ra khỏi vùng này, không cho ở nữa." Mụ chủ nhà chẹp miệng, giọng ngọt xớt: "Em cứ khó nghĩ quá. Ông bà cũng là người làm ăn tử tế cả, nhưng mà có lệnh biết làm thế nào. Đành nhẹ là ông bà kiếm chỗ khác vậy. Này, ở với nhau đang vui vẻ, ông bà dọn đi, em lại cứ nhớ đáo để đấy nhớ." Bà hai cúi mặt xuống rơn rơn nước mắt. Bà nói: "Vâng, thôi thì dân làng đã trả cho ở nữa, chúng tôi cũng đành phải đi nơi khác chứ biết làm thế nào. Nhưng xin ông bà trên ấy nghĩ lại, thử thử cho vợ chồng chúng tôi vài ba hôm nữa. Bây giờ bảo đi, vợ chồng chúng tôi cũng không biết đi đâu." Mụ chủ đi rồi, bà hai và con bé lớn nước mắt ròng ròng, lặng lặng gánh hàng ra quán. Vợ chồng cũng chẳng dám nói với nhau câu gì. Ông hai ngồi lặng trên một góc giường, bao nhiêu ý nghĩ đen tối, ghê rợn nối tiếp bời bời trong đầu óc ông lão. Biết đem nhau đi đâu bây giờ? Biết đâu người ta chứa bố con ông mà đi bây giờ. Thật là tuyệt đường xin sống, mà không gì cái đất thẳng này. Ở Đài, ở Nhã Nam, ở Bố Hà Cao Thượng, đầu đầu có người chở dầu, người ta cũng đuổi như đuổi hủy. Mà cho dầu chính sách của Hồ người ta chẳng đuổi đi nữa, thì mình cũng chẳng còn mặt mũi nào đi đến đâu. Cả làng chúng nó theo Việt Gian, theo Tây. Cái câu nói ấy của người đàn bà tàn cư hôm trước lại dội lên trong tâm trí ông. Hay là quay về làng? Vừa chớm nghĩ như vậy, lập tức ông lão phản đối ngay: "Về làm gì cái làng ấy nữa? Chúng nó theo Tây cả rồi. Về làng tức là bỏ kháng chiến, bỏ cụ Hồ." Nước mắt ông giàn ra: "Về làng tức là chịu quay lại làm nô lệ cho thằng Tây." Ông lão nghĩ đến mấy thằng kỳ lý chuyên môn khua khoét như thế lại ra vào hóng hách ở trong cái đình, và cái đình lại như của riêng chúng nó, lại thâm nghiêm ghê gớm, chứa toàn những sự ức hiếp đè nén. Ngày ngày chúng đóng ra rông vào, đến tổ tôm mà bàn tư việc làm với nhau ở trong ấy. Những hàng khổ rách áo ôm như ông có đi qua cũng chỉ dám liếc trộm vào, rồi cắm đầu xuống mà lùi đi. Anh nào ho he hốc hết một tí thì chúng nó tìm hết cách để hại, cắt phần ruộng, trút ngôi, trừ ngoại, tống ra khỏi làng.
Ông hai cứ nghĩ rợn cả người. Cả cuộc đời đen tối, lầm than cũ nổi lên trong ý nghĩ ông. Ông không thể về cái làng ấy được nữa. Về bây giờ là ông chịu mất hết à? Không thể được. Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù. Ông lão ôm thằng con út lên lòng, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nó khẽ hỏi: Húc kia, thầy hỏi con nhé, con là con ai? Là con thầy mấy lì u con. Thế nhà con ở đâu? Nhà ta ở làng Chợ Dầu. Thế con có thích về làng Chợ Dầu không? Thằng bé nép đầu vào ngực bố trả lời khe khẽ: Có. Ông lão ôm khít thằng bé vào lòng một lúc lâu lại hỏi: À, thầy hỏi con nhé, thế con ủng hộ ai? Thằng bé giơ tay lên mạnh bạo và rành rọt: Ủng hộ cụ Hồ Chí Minh muôn năm. Nước mắt ông lão dàn ra chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thì: Ừ, đúng rồi, ủng hộ cụ Hồ con nhỉ. Mấy hôm nay rú rú ở xó nhà, những lúc buồn khổ quá chẳng biết nói cùng ai, ông lại lão thủ thị với con như vậy. Ông nói như để ngõ lòng mình, như để minh oan cho mình nữa. Anh em đồng chí biết cho chốt bố con ông. Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông. Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai? Chết thì chết, có bao giờ dám đơn sai? Mỗi lần nói ra được vài câu như vậy, nỗi lòng và nỗi khổ của ông cũng vơi đi được vài phần. Khoảng 3 giờ chiều hôm ấy, có một người đàn ông đến chơi nhà ông hai. Hắn cũng là người Chợ Dầu. Hai người thì thầm ở góc nhà một lúc lâu, rồi thấy ông hai đóng khăn áo chỉnh tề, tất tả theo hắn đi. Ông vội vã đến quên cả dặn trẻ coi nhà. Ông hai đi mãi đến sầm tối mới về. Cái mặt buồn thiu mọi ngày bỗng tươi vui, rạng rỡ hẳn lên, mồm bọm bẹm nhai trầu, cặp mắt hung hung đỏ, hấp háy. Vừa đến ngõ, ông lão đã hét lên: Chúng mày đâu rồi? Ra thầy chia quà cho nào. Lũ trẻ ở trong nhà ùa ra. Ông lão vội rút cái bọc, gọi lá chuối khô cho con bé lớn. Bính rán đường đây, chia cho em mỗi đứa một cái. Dứt lời ông lão lại lật đật đi thẳng sang bên gian bác Thứ. Chưa đến bực cửa, ông lão đã bô bô: Bác Thứ đâu rồi? Bác Thứ làm gì đấy? Tây nó đốt nhà tôi rồi bác ạ. Đốt nhãn. Ông chủ tịch làng tôi vừa mới lên trên này cải chính. Ông ấy cho biết cải chính cái tin làng Chợ Dầu chúng tôi là việc gian ấy mà. Láo, láo hết, toàn là sai sự mục đích cả. Bác Thứ chưa nghe tụng câu chuyện ra sao, ông lão đã lại lật bật bỏ lên nhà trên: Tây nó đốt nhà tôi rồi ông chú ạ. Đốt nhãn. Ông chủ tịch làng em vừa lên cải chính, cái cải chính là tin làng Chợ Dầu chúng em việc gian ấy mà. Láo, láo hết, chẳng có gì sắt, toàn là sai sự mục đích cả. Cũng chỉ được bằng từng câu, ông lão lại lật đật bỏ đi nơi khác. Còn phải kể cho người khác biết chứ. Ông lão cứ múa tay lên mà khoe với cái tin với mọi người, ai cũng mừng cho ông lão. Đến ngày cả mụ chủ nhà là người ông lão Yên Trí, nghe tin này thế nào mụ cũng xà sầm xuống mà nói tức nói sốc. Thì trái lại, mụ lại tỏ ra rất sung sướng. Mụ xương tròn cả hai mắt lên mà reo: À thế chứ, thế mà tớ cứ tưởng dưới nhà đi việc gian thật. Tớ ghét ghê ấy. Thôi bây giờ ông bà cứ ở lại tự nhiên, chả ai bảo sao. Ăn hết nhiều chứ ở hết bao nhiêu. Mụ cười khì khì: Này rồi cũng phải nuôi lấy con lợn mà ăn mừng đấy. Ông hai gật gật: Được được, chuyến này rồi phải nuôi chứ. Tối hôm ấy, ông hai lại sang bên gian nhà bác Thứ, lại ngồi trên chiếc chõng tre vén quần lên đến tận bẹn mà nói chuyện về cái làng của ông. Ông kể lại hôm Tây vào khủng bố, chúng nó có bao thằng,
bao nhiêu Tây, bao nhiêu Việt gian, đi những đường nào, đốt phá những đâu đâu, và dân quân tự vệ làng ông bố trí cầm cự ra sao, rành rọt tỉ mỉ như chính ông lão vừa dự trận đánh giặc ấy xong thật. Cảm ơn quý vị vừa lắng nghe truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân. Kính chúc quý vị và các bạn có một buổi tối nghe truyện vui vẻ và có những giấc mơ, giấc ngủ đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính mong quý vị không quên ủng hộ kênh bằng cách like, share, ấn nút chuông để nhận được những video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.